vào những ngày mưa ẩm ướt. Tránh các nơi bị ẩm nhất trong nhà. Việc đơn giản nhưng cần thiết nhất mà người dùng có thể thực hiện là đặt thiết bị điện tử, đặc biệt là loa đài, TV, các máy tính để bàn xa những nơi có độ ẩm cao. Các thiết bị điện tử cần tránh được đặt trực tiếp xuống sàn nhà, đặc biệt với sàn gạch, hoặc quá sát tường. Nếu không dùng đến, người dùng nên đặt chúng ở các khu vực ít ẩm nhất trong nhà, thường là trên các tầng cao. Không tắt các thiết bị điện tử quá lâu thời gian này. Trong mùa mưa, không khí có độ ẩm cao các đồ điện tử dù ít được dùng vẫn nên được bật để luôn giữ được nhiệt độ cao, tránh hơi ẩm có thể bám vào lâu các bảng mạch. Đây cũng là lưu ý đặc biệt quan trọng với những thiết bị như TV, Apple. Nếu không dùng vẫn nên mở và để ở chế độ chờ standby, tắt bằng điều khiển chứ không tắt hẳn bằng nút cứng trên thiết bị. Việc này có thể thực hiện tương tự với các loại thiết bị khác như điện thoại, máy tính bảng hay máy tính thông thường bởi đây là những thiết bị thường sử dụng bảng mạch rất nhỏ nên không khí có nhiều độ ẩm sẽ càng dễ gây nguy hại hơn để gần các thiết bị thường xuyên hoạt động khác. Nếu thường xuyên xem TV hoặc bật máy tính để bàn, thì việc để các thiết bị điện tử nhỏ phía trên hoặc ngay gần cạnh cũng là một cách bảo quản khá tốt. Hơi ấm từ thiết bị này sẽ giúp không khí ở ngay xung quanh đó khô và an toàn hơn. Tuy nhiên, cũng cần tránh để trong thời gian quá dài hoặc quá gần nơi phát sinh nguồn nhiệt của TV bởi có thể gây nóng giòn các vi mạch gây hỏng hóc. Thường xuyên lau chùi, dùng các thiết bị sấy khô, hút ẩm, các đầu rác cắm. Các khớp nối kim loại hay ốc vít đều là những vị trí rất dễ bị độ ẩm gây rỉ sét nên cần được lau khô thường xuyên, nếu đã bị rỉ thì cần dùng rẻ có thấm cồn để lau sạch. Với các loại thiết bị có nắp đậy và dễ dáng tháo lắp thì có thể mở ra và dùng máy sấy thổi khô, chỉ sử dụng ở mức sấy nhẹ tránh gây nóng hỏng mạch. Một số điều hòa hiện nay có chế độ khô hút ẩm, có thể bật điều hòa định kỳ để phòng trong nhà luôn trong tình trạng khô ráo. Ngoài ra, với các thiết bị điện tử nhỏ có thể bỏ vào hộp kèm gói hút ẩm hộp hút ẩm có giá khoảng vài trăm nghìn đồng hoặc các loại tủ chống ẩm chuyên dụng với nhiều kích cỡ giá từ hơn 1 triệu đồng. Chú ý đặc biệt với ống kính, máy ảnh. Các thiết bị điện tử khác có thể sấy khô trước khi dùng nếu bị dính ẩm nhẹ nhưng máy ảnh hay ống kính không bảo quản đúng cách có thể gây hỏng ngay. Ống kính nếu để trong thời tiết ẩm dễ gây mốc, dễ che và chỉ có cách tháo ra để lau khiến ống kính mất và hoạt động không trơn tru như cũ. Trong khi đó, hơi ẩm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kính ngắm, cơ chế lật của gương. Đối với thiết bị này, người dùng nên sử dụng tủ chống ẩm để bảo vệ thật tốt máy ảnh, ống kính của mình khỏi độ ẩm cao. Tuy nhiên, người dùng cũng nên lưu ý là không nên bảo quản trong môi trường quá khô vì lớp gioăng cao su mất ma sát không thể bám lấy bánh răng để điều chỉnh. Ngoài ra, lớp dầu mỏng ở các chi tiết máy nếu bị khô quá sẽ mất đi và khiến ống kính hoạt động không còn trơn tru, độ ẩm tốt nhất để bảo vệ ống kính máy ảnh là trong khoảng từ 35 đến 50%. Như Quỳnh